Chào anh em, hôm nay là 5 tháng 2 năm 2020. Hiện tại số Quốc Thắng mình có một cục máy sơn L50. Hàng đã xe kho này để nhập về. Tình trạng là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, sơn xi zin toàn bộ. Máy bao nổ bao im, bao không giọng hú. Thì đây là cục máy đúng máy sơn L50 nha anh em. Thì như những cái clip trước hoặc là trong những cái bài đăng trước, mình có nói anh em là cách để nhận biết đây là cục máy chính xác 100% là máy sơn L. Thì điểm đầu tiên là cái số máy nó là từ đầu 40 trở lên ha. Thứ hai là cái dây mà từ cái bộ mâm điện ở dưới lên thì nó là sẽ là dây dài ha. Ở đây mình bán là CD Bentley, nó là CD Bentley, CDS nó là CDS, CL nó là CL. Nhưng mà như theo mình nói là mình chỉ phân biệt vậy thôi. Còn nói về phân khối thì nó vẫn là 50cc ha. Số cấu tạo này kia giống nhau hoàn toàn, không khác gì hết. Thì đây là những cái cục máy này là mình là nằm trên con xe sơn L50, hàng đã xe kho nội địa nhập về, bao chạy nổ bao im. Thì giá cho cục máy sơn L50 ngày 5 tháng 2 này mình bán cho anh em với mức giá là 6 triệu cho cục máy sơn L50 đời cao này ha, 6 triệu cho cục máy sơn L50. Thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Đây là cái nắp cá ha, toàn bộ sơn zin 100%, 6 triệu cho cục máy sơn L50. Bộ điện thì còn quá đẹp. Đúng máy sơn L50 nha. Giá 6 triệu. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332.